Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin 18:30 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Tôi là Kim Dung sẽ đồng hành cùng quý vị và các bạn trong 10 phút của bản tin hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, nhờ vận dụng sáng tạo, công tác dân vận để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, gần 2.700 hộ dân xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đã bàn giao mặt bằng đúng tiến độ. Chỉ trong thời gian ngắn, 590 hộ gia đình thôn Quần Ngọc có đất nằm trong dự án đã bàn giao gần 27 ha đất, góp phần đẩy nhanh tiến độ triển khai. Từ năm 2022 đến nay, xã Trung Hòa đã hoàn thành giải phóng mặt bằng hai dự án trọng điểm là dự án khu công nghiệp Yên Mỹ 2 mở rộng và dự án khu công nghiệp Vicrastara Yên Mỹ với tổng diện tích 210 ha của gần 2.700 hộ dân với số tiền hỗ trợ bồi thường lên tới trên 860 tỷ đồng. Tại giải vô địch các câu lạc bộ Pencastilat quốc gia 2024 diễn ra tại tỉnh Nghệ An từ ngày 22 đến 30 tháng 3, đội tuyển Pencastilat Hưng Yên đã giành được 14 huy chương. Giải đấu quy tụ 29 câu lạc bộ khắp cả nước với hơn 500 vận động viên tham dự tranh tài ở 64 nội dung. Đội tuyển Pencastilat Hưng Yên tham gia thi đấu 22 nội dung của giải, giành được 14 huy chương, trong đó có 3 huy chương vàng của vận động viên Nguyễn Hiếu Hùng, nội dung đối kháng nam hạng cân 48kg, Nguyễn Thị Thu Hiền, nội dung đối kháng nữ hạng cân 75kg, 3 vận động viên Võ Bình Phước, Đào Đức Hùng và Nguyễn Thành Long giành huy chương vàng nội dung Regu nam. 3 tháng đầu năm 2024, thành phố Hưng Yên đón hơn 160.000 lượt khách đến tham quan chiêm bái và tổ chức hướng dẫn cho hơn 70 đoàn khách đến tham quan. Bình quân mỗi ngày, các điểm di tích trên địa bàn thành phố đón từ 1.500 đến 2.000 lượt khách. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội văn hóa dân gian Phổ Hiến vừa qua, lượng khách đến các di tích đền chùa tại thành phố lên tới 9 đến 10.000 lượt khách mỗi ngày. Ngoài việc chú trọng quảng bá về mảnh đất và con người và ẩm thực đặc trưng, thành phố Hưng Yên còn làm tốt công tác quản lý di tích, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, tạo ấn tượng tốt cho du khách. 3 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã tập trung xử lý vi phạm ở 5 nhóm chuyên đề, trong đó xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn. Lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh đã phát hiện và xử phạt trên 4.600 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền khoảng 14,6 tỷ đồng, tạm giữ trên 2.000 phương tiện và tước 965 giấy phép lái xe, trong đó 273 trường hợp xe quá tải trọng, phát hiện và xử lý trên 1.400 trường hợp vi phạm về nồng độ cồn, phạt tiền trên 7 tỷ đồng, xử lý 3 trường hợp vi phạm về ma túy, vi phạm tốc độ xử lý 746 trường hợp, xử lý 73 trường hợp vi phạm đường thủy. Xin được chuyển sang các thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, 3 tháng đầu năm, nông nghiệp vẫn đạt tăng trưởng khá, năng suất, sản lượng, nhiều sản phẩm chủ lực tăng. Trong quý 1, cà phê là mặt hàng nông sản xuất khẩu tăng mạnh nhất với gần 800.000 tấn, tăng 44%. Xuất khẩu rau quả cũng tăng mạnh tới 1,23 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 26% so với cùng kỳ. Đây là lần đầu tiên xuất khẩu rau quả của Việt Nam đạt và vượt con số 1 tỷ đô la Mỹ ngay trong quý đầu tiên của năm. Cùng với đó, nhu cầu gạo Việt Nam từ các nước cũng tiếp tục đà tăng. Dự báo những tháng tới, xuất khẩu nông sản sẽ tiếp tục khởi sắc, nhất là các mặt hàng gạo, cà phê, rau quả, tiêu, nhờ nhu cầu nhập khẩu của các nước tăng. Cục Bảo vệ Thực vật vừa có văn bản yêu cầu các địa phương rà soát, tổng hợp vùng trồng, cơ sở đóng gói dừa tươi và sầu riêng đông lạnh xuất khẩu sang Trung Quốc. Theo đó, để đẩy nhanh quá trình mở cửa thị trường cho hai mặt hàng này, Cục Bảo vệ Thực vật đề nghị các cơ quan chuyên môn của các tỉnh, thành phố thông báo, hướng dẫn các tổ chức cá nhân có nhu cầu đăng ký vùng trồng, cơ sở đóng gói để xuất khẩu. Ngoài ra, các đơn vị rà soát, kiểm tra, đánh giá thực địa nhằm đáp ứng các yêu cầu về kiểm dịch thực vật và an toàn thực phẩm của nước nhập khẩu. Sau sự việc trường liên cấp quốc tế Mỹ, thành phố Hồ Chí Minh nợ 3.000 tỷ đồng khiến giáo viên đình công, học sinh phải nghỉ học, Bộ Giáo dục Đào tạo đã yêu cầu rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình liên kết giáo dục đào tạo với nước ngoài. Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo khi tiếp nhận, thẩm định hồ sơ về thành lập cho phép hoạt động của các cơ sở giáo dục, các chương trình giáo dục có yếu tố nước ngoài phải thực hiện đúng các quy định của pháp luật về trình tự thủ tục, điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, giáo trình, pháp nhân và các yếu tố liên quan khác theo quy định. Rà soát toàn bộ các cơ sở giáo dục đang triển khai chương trình giáo dục tích hợp, liên kết giáo dục
đào tạo với người nước ngoài trên địa bàn. Trường hợp thực hiện không đúng quy định phải xử lý kịp thời. Những ngày gần đây, liên tiếp một số tỉnh vùng núi Bắc Bộ đã có mưa dông kèm theo dông lốc, mưa đá gây nhiều thiệt hại. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cũng đưa ra nhận định sớm về đợt nắng nóng diện rộng đầu tiên của mùa hè năm nay ở Bắc Bộ. Các tỉnh vùng núi phía Bắc nói riêng và Bắc Bộ nói chung đang trải qua thời kỳ chuyển mùa từ trạng thái mùa xuân sang mùa hè. Các tỉnh miền Bắc sẽ xảy ra hiện tượng dông, lốc, mưa đá thường xuyên hơn, tập trung từ tháng 3 đến tháng 5, cao điểm vào tháng 4. Hiện các tỉnh miền Trung, áp thấp nóng phía Tây đang phát triển và có thể gây hiệu ứng phơn. Từ hôm nay, nắng nóng xuất hiện diện rộng ở Bắc và Bắc Trung Bộ. Còn với các tỉnh miền Bắc, nắng nóng bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 và kéo dài đến ngày 3 và 4 tháng 4. Giai đoạn tới, khu vực Bắc Bộ vẫn còn ghi nhận một số đợt không khí lạnh nhưng cường độ yếu, ít khả năng xuất hiện đợt rét sâu và kéo dài. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Thưa quý vị, sự cố sập cầu ở Baltimore khiến các công ty bảo hiểm có thể phải đối mặt với khoản bồi thường khổng lồ, được dự báo có thể phá vỡ kỷ lục thế giới về số tiền bảo hiểm trong một tai nạn hàng hải. Cây cầu này vốn là tuyến đường giao thông huyết mạch, nên sự cố đã gây thiệt hại kinh tế không nhỏ cho một trong những hải cảng nhộn nhịp nhất bờ đông nước Mỹ. Ngoài tiền bảo hiểm cho con tàu gặp sự cố, hàng hóa và cây cầu, ngành bảo hiểm cần chuẩn bị trước cho những tác động cấp 2 liên quan đến hoạt động kinh doanh hay chuỗi cung ứng bị gián đoạn. Theo giới chuyên gia, tùy thuộc vào thời điểm tắc nghẽn và tính chất phạm vi bảo hiểm làm gián đoạn kinh doanh đối với cảng Baltimore, tổn thất được bảo hiểm có thể rơi vào khoảng từ 2 đến 4 tỷ đô la Mỹ. Con số sẽ phá vỡ kỷ lục khoản tiền bồi thường bảo hiểm cho một vụ việc trong lịch sử hàng hải thuộc về tai nạn du thuyền hạng sang Costa Concordia bị lật nghiêng hồi năm 2012. Mặc dù tổng số tiền yêu cầu bồi thường dự kiến sẽ cao kỷ lục, nhưng áp lực chi trả sẽ được giảm nhẹ do được dàn trải cho khoảng 80 công ty cung cấp dịch vụ bảo hiểm riêng lẻ. Tuy nhiên, đây sẽ là một quy trình phức tạp và dự kiến có thể sẽ kéo dài nhiều tháng, thậm chí là nhiều năm. Số liệu được Cơ quan Thống kê Quốc gia Italy công bố cho thấy tỷ lệ sinh mới tại nước này đã giảm 3,6% trong năm 2023, xuống mức thấp nhất mọi thời đại, khi chỉ có 379.000 trẻ em được sinh ra, thấp hơn mức 393.000 trẻ trong năm 2022 và là mức thấp nhất kể từ khi đất nước Italy thống nhất vào năm 1861. Theo dữ liệu được công bố, tổng tỷ suất sinh tại Italy, tức là số trẻ em trung bình của một phụ nữ, giảm xuống 1,2 vào năm 2023, thấp hơn mức 1,24 của năm 2022 và gần với mức thấp nhất mọi thời đại là 1,19, ghi nhận vào năm 1995. Trung bình phụ nữ Italy sinh con đầu lòng ở độ tuổi 32, khiến thời gian sinh con của họ bị giảm xuống. Tỷ lệ sinh thay thế tại Italy cũng đã giảm xuống mức thay thế là 2,1. Do nhiều phụ nữ chọn sinh ít con hoặc không có con. Trong số những trẻ được sinh ra ở Italy trong năm 2023, có 13,3% là con của công dân nước ngoài sinh sống tại đây, giảm từ mức 15% một thập kỷ trước đó. Tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc Xiaomi đã bắt đầu mở bán dòng xe điện tự sản xuất đầu tiên có tên là SU7, chính thức bước chân vào thị trường trong nước đang cạnh tranh gay gắt. Cụ thể, phiên bản tiêu chuẩn của dòng sedan SU7 có giá 215.900 nhân dân tệ, tương đương khoảng 740 triệu đồng, trong khi hai phiên bản cao cấp hơn được bán với giá lần lượt là 245.900 nhân dân tệ và 299.000 nhân dân tệ, tương đương khoảng 840 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng. Xiaomi sẽ bắt đầu giao xe cho khách hàng kể từ cuối tháng 4. Xe điện SU7 ra mắt hoàn thành tham vọng của nhà đồng sáng lập Xiaomi, người đã thông báo về sự đột phá vào thị trường xe điện vào năm 2021 và cam kết đầu tư 10 tỷ đô la Mỹ vào ngành kinh doanh ô tô như dự án khởi nghiệp lớn cuối cùng trong cuộc đời. Chó có thể hiểu được một số từ ngữ chỉ động vật theo cách tương tự như não bộ của con người đang hoạt động. Đây là kết quả một nghiên cứu do các nhà khoa học Hungary vừa công bố, qua đó mang đến cái nhìn chi tiết hơn về bộ não của những người bạn bốn chân này. Đối với những người nuôi chó, việc những người bạn đồng hành dễ thương có thể nhận ra các từ quen thuộc như ngồi để bắt lấy là không có gì ngạc nhiên. Tuy nhiên, nhờ việc đo hoạt động của sóng não của 18 chú chó, các nhà nghiên cứu tại Đại học Evertos Loren ở thủ đô Budapest của Hungary phát hiện ra rằng loài chó có thể kích hoạt trí nhớ về một vật thể khi nghe thấy tên của vật thể đó. Mặc dù có rất nhiều nghiên cứu về hành vi của loài chó,
song luôn tồn tại tranh cãi về khả năng hiểu ngôn ngữ của chúng. Công trình khảo trên là nghiên cứu đầu tiên khẳng định tất cả các loài chó đều có khả năng hiểu được những từ ngữ chỉ động vật. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin quốc tế vừa rồi đã khép lại bản tin 18 giờ 30 phút của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Xin được cảm ơn và kính chào tạm biệt.